Xin chào các bạn nha, mình giới thiệu với các bạn này, cái bầy chó này là của đứa em trai mình nha, phối giống chó bên mình luôn. Cái này, này là chích 2 mũi rồi nha các bạn nhé, cái này là 2 mũi luôn rồi, dòng này dòng mặt trơn nhé các bạn nhé, chích 2 mũi giống chó nhà mình luôn. Đây, mình quay cho các bạn coi đây, đây thả xuống từng con một, bầy này có 5 con nhé các bạn nhé. Phối giống chó bên mình luôn nhé các bạn. Để về mất chết rồi. Ai có nhu cầu thì cứ alo cho mình nhá. Nếu mà ai nhu cầu alo mình ấy thì mua thì mình sẽ quay lại cho coi lại. Rồi mình có ship nhé các bạn nha. Đó đây là mình có ship. Lúc mà ok rồi thì kết bạn với mình ấy thì lúc giờ mình quay lại cho rồi ok rồi cho chó lên xe nha. Rồi thả xuống. Số điện thoại của mình cũng là số Zalo luôn nha các bạn nhé. Cái này là 9 đến 10 ký đây nha các bạn nha. Là chích 2 mũi nha các bạn. Đây là 10 ký này nhá các bạn nha. 9 có con 9 ký con 10 ký rồi. Ngồi để cho nó ngồi xuống đất cái đó. Chó của mình nuôi như vậy là rất là thẳng thừng nhá. Bên mình ấy là rất là thẳng thừng, chân tay thì rất là ok. Cái bầy chó này là của thằng em trai mình nhá. Mình quay mình bán cho nó. Mình cũng đã bắt về nhà mình rồi đây. Rồi thả nó vô. Các bạn có mua thì các bạn cứ alo cho mình rồi mình quay lại cho các bạn coi trực tiếp nha. Cái này là mình quay lên để mình đăng lên đây. Bỏ qua bên kia cho nó đứng vào bên kia, đứng vào bên này nó lại xoay ở bên này. Xoay nắng. Qua bên kia đứng lên. Tay ra, bỏ tay ra. Ví dụ cho nó qua về qua bên này. Bỏ tay ra. Như 10 ký là mình bán 6 triệu nha các bạn nhá. 6 triệu một con nha các bạn. Đây dàn cốt của nó đây này các bạn này. Cái bầy này nó có 5 con. Đó là dàn cốt của nó. Mẹ nó nuôi tốt. Mình ở Long Khánh, Đồng Nai nha các bạn. Chó này là dòng mặt trơn nhé các bạn nhé. Ra, ra, ra. Chân tay đỏ đậm nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn.